cũng có những cái cũ cũ à. Những con người thực sự là say mê nghề, ánh mắt rất là thân thương, rất là tình cảm, và nó có cái gì đó xót xa. Trời, nổi da gà luôn á. Nổi hết da gà luôn á. Dạ. Tía ơi, anh tỉnh rồi kìa tía. Ủa mà hồi nãy anh kêu cha á, bữa cha anh đi đâu hả? Ừ, anh đang đi tìm cha. Ông già mày đi lúc mày mấy tuổi? Đẹp trai quá. Nhớ mà ông không? Quá giờ đẹp. Mang máng à. Cha nó mà nó nhớ mang máng trời. Nó lo bản thân nó chưa xong. Không lẽ con muốn sống một cuộc đời trộm cắp giống nó? Tía con ta về miệt dưới, nếu con chịu khổ được. Lục ngầu quá nè. Trời ơi. Hôm nay chú cho con theo chú. Khổ cực gì con cũng chịu được. Chưa tới một phút thôi mà Di có rất là nhiều cái cảm xúc. Giống như mình được sống lại cái khoảng thời gian mà mình quay cái bộ phim này. Nó tạo cho mình có một cái cảm xúc. Và nó tạo cho mình có một cái cảm giác gì đó mà thật. Nói chung mình... hay. Anh này sướng ghê. Thở ra có người nuôi liền. Anh là anh có lộc ăn lắm á nha. Thằng An á, nó dưng người thành yếu nhớt. Mày cố gắng lắm á là sẽ được một phần như tao á. Anh nhắc đến ngoài lại. Trời nhớ cái bãi râu này ghê luôn á. Có thể làm con của Hải Thành. À, Nguyễn Quang Dũng. Chịu được An đi đi. Nó kêu thằng Dũng khùng phải không? Dạ đúng rồi. Nó đâu có khùng đâu. Hoàng con. Im lặng, im lặng. Mình xem là mọi người thấy được cái sự hoành tráng của nó. Lên vườn con tạc. Đây là con tạc. Đó, dừng lại mới thấy được của tàu nha. Dân mình hiểu đất mình. Dân mình thương đất mình. Đất trời ông bà sẽ che chở cho mình thôi. Ấn tượng. Chắc tôi nghĩ rằng cha dễ hát quá. Xuất sắc. Chúng vì được tham gia một cái dự án quá tuyệt vời. Hạnh phúc, tự hào, hãnh diện. Trời trời trời, quá hoành tráng lệ đi. Làm hay rồi. Hấp dẫn. Ở quy mô á thì phải nói là hoành tráng. Rất xuất sắc. Bé An không sao đạo diễn lùng lắm, bé này xuất sắc quá trời. Cũng xem thì cũng thấy rất là nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ đây là một trong những cái dấu ấn đối với lại những người tham gia trong bộ phim đó, đã trong mình đã khích lệ là mình có được một phần góp mặt trong cái bộ phim để là thiết ấn tượng thì với lại khán giả. Hai thằng nhỏ khác hả? Dạ hai thằng. Dạ ngày xưa. Có nhớ ngày xưa? Nhớ ngày xưa. Tôi hay quên trong lần đừng la rồi nè. Hai thằng này lớn hả? Dạ giờ lớn hết trơn rồi. Nghe nói thằng làm ca sĩ à? Thằng này chịu xe đạp à? Giờ ảnh cũng qua kinh doanh này kia rồi. Ừ, mà cũng mừng vậy đó. Nhớ, người ta nhớ vai bác Ba Phi chú đó lắm á. Mình cảm ơn, nhớ nhiều. Miền đất phương trời xanh mây trắng xoay dòng cửu long giang mênh mông rừng trai bạc ngàn dừa xanh.